Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Tình hình là ở tập trước mình có làm ra được một cái set giáp siêu ngầu này các bạn ạ. Với set giáp này mình sẽ gần như là trở thành hiệp sĩ qua đành luôn rồi. Và ngoài ra thì mình mới phát hiện nha, nó có cộng hiệu ứng các bạn ạ. Nó sẽ cho mình hiệu ứng hồi phục nữa và nhìn trong bóng tối khi mà mặc cái set giáp này. Trời ơi, vậy mà hôm qua mình không phát hiện. Thế là sắp tới khả năng hồi phục của mình sẽ rất là vượt trội đây. Quá đã. Và trong thời gian dài tập thì mình cũng có cày thêm rất là nhiều những cái punch up the bone with flash. Để có gì, bữa nay chúng ta trở lại cái thế giới của những con hoa đành để phá đảo thế giới đó luôn các bạn ơi. Mình có search Google rồi, còn trùm cuối ơn bển mà mình chưa có đường đầu đó các bạn. Tuy nhiên thì trước đó để mình sửa lại cái cây trường kiếm của mình cái đã. Trời, wow, bây giờ nó lên cấp và nó có những cái diện mạo kiếm rất là đẹp kìa các bạn. Wow. Và có thêm kỹ năng mới nữa, kỹ năng trọng lực gì nữa nè. Đại khái là ví dụ con xương nó bắn mình mũi tên đúng không, mình có thể tạm ngừng mũi tên đó và sau đó bắn ngược lại các bạn ơi. Trời ơi, kỹ năng đi gan phim Ấn Độ vậy. Vật lý Ấn Độ hay sao á. Ở dưới là một kỹ năng tiêm vào người mình một cái sức mạnh gì đó các bạn. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ hẹo á. Ôi trời, cái này sao giống kỹ năng tự quỷ vậy. Còn phía dưới, kỹ năng này có tên là răng cưa. Đại khái là nó sẽ làm cho cái địch bị chảy máu khi mà bị mình đánh trúng á. Ui, kỹ năng chảy máu mình thấy ok nè. Kiểu sát thương theo thời gian á các bạn. Lượm luôn đi. Tiếp theo thì chỉ là những kỹ năng mà trước đó chúng ta đã gặp rồi ha. Và sau đó sửa liền cây trường kiếm lẹ nào. Mình đang rất là háo hức để đi tìm boss cuối cùng ở bên thế giới hoa đành rồi các bạn. Không biết nó ra sao ha. Và trường kiếm của mình đã 1 sao rồi các bạn ạ. Vẫn thua lưỡi hái ha. Thôi, ráng cày cho trường kiếm mình 2 sao luôn đi. Cho cân xứng với cái lưỡi hái chứ nhờ. Ừ, với cả là mình sẽ sửa lại cái cúp netherite của mình. Hiện tại nó hư khá nhiều các bạn ạ. Mà dòng sửa chữa thì hiện tại mình đang có 2 món đồ. Có nè, đại khái là một cái áo cũng như là một cái kiếm ha. Và để tách được á thì mình sẽ cần một cái bàn disenchantable. Công thức của nó thì cũng không quá mắc. Một ít hắc diêm thạch, một ít kim cương và lưu ly thôi các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình sẽ lập tức làm liền luôn ha. Bấm công thức của nó. Rồi rồi, vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu tách dòng enchant rồi. Ồ, khoan, để mình tìm sách. Đây, mình có sách nè. Cho quyển sách vô, cho thanh kiếm có dòng sửa chữa vô. Và ui, nó tách hết luôn hả? Điện sò nha. Tương tự với cái áo. Ồ, phải cho cái quyển sách vô. Rồi, cũng tách cái dòng sửa chữa ra sẵn để khi nào cần mình ép vô luôn thôi các bạn. Thế là bây giờ mình đã có thể ép sửa chữa vào cái cúp kim cương của mình rồi. Một tí mình sẽ đi farm quái và sửa nó lại sao ha. Quá đã, quá đã. Ok, bây giờ thì không chần chờ gì nữa. Mình sẽ lập tức trở lại cái thành phố cổ xưa và chúng ta tiến thẳng qua thế giới hoa đành săn tìm con boss cuối cùng thôi các bạn. Nhưng trước đó để mình ghé qua một cái ngôi làng cái đó. Ôi, Ripper đi chỗ khác cưng. Gì vậy, gì vậy? bình tẩm nào. Ủa? Ồ, đây nè. Đây chính là cái làng có bán cho mình cái Agony Soul nè các bạn. Nhưng mà trước đó để mình đổi thêm một ít cái Lost Soul cái đã. Cái này đúng không? Đây, đây, đổi luôn. Sau đó cỡ 9 cái nha. Rồi, vừa đẹp nè. 9 cái thì mình sẽ ghép nó lại thành một cái Soul Crystal. Và từ đó đổi luôn với cái bác này đi. Đây, chúng ta sẽ có được Agony Soul. Tiết kiệm được một mớ cái Lost Soul Fragment đó các bạn. Có được thứ mình cần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nơi ở của con boss thôi các bạn ơi. Có vẻ đó là một cái công trình hiếm nhất ở bên này rồi. Từ bữa mình qua tới bây giờ thì chưa có gặp công trình đó bao giờ luôn á. What the hell? Sao giống như mình tìm thấy nơi ở của chùm cuối rồi các bạn ơi. Cái này không phải là cái pháo đài qua đền đâu. Pháo đài qua đền nó không có giống như vậy các bạn ơi. Để mình trèo lên trên coi thử như thế nào ha. Ừ ha, sao mình không đập mấy cái này để chúng ta lấy kinh nghiệm nhỉ? Để sửa cúp cho nhanh chứ. Đúng rồi. Đây đúng kiểu là cái thế giới để mình hack kinh nghiệm luôn á các bạn. Lọc lại xài trích lõ tiếp rồi. Ui rồi. Giờ thì mình sẽ cần có một ít block để trèo lên trên ha. Mình sẽ chặt cái gỗ im lặng này. Rồi, được như đây chắc dư sức để trèo lên trên rồi. Ok, mình đã tới nơi. Ồ, thiệt rồi, nó có lối vào kìa các bạn. Đúng kiểu là mời gọi mình vô trong luôn á. Nhưng mà trước đó để mình hạ những cái tên đàn em qua đành này trước đã. Nó bắn chưởng tùm lum.
Ôi, sao phích. Đi vô trong nào, đi vô trong nào. What? Ui, ở đây nó có cái lớp màng vô hình nè các bạn. Oh, ảo vậy. Ở đó là cái huy hiệu của cái sừng con qua đền đúng không? What? Thực sự rồi, đây chính là một cái đấu trường chính hiệu rồi các bạn à. Eo, táo vàng đâu? Chuẩn bị sẵn đi. Mình nghĩ là chúng ta sắp phải chiến đấu hơi bị căng ở đây rồi đó. Ok, không chờ đợi gì nữa, để mình ăn trái táo vàng vô trước và kích hoạt cái Agony Show này. Boss xuất hiện sẽ là con gì đây? Hồi hộp quá. Agony Show luôn. Ê, đây là con hươu. Ê, nó lướt ra đây. Ây da. What? Ê, nó la. Ủa, nó tàn hình rồi. À, nó tàn. Ui, trời trời. Con táo vô lấy kháng cự các bạn ơi. Ui, nó la kìa. What? Mình không hiểu cơ chế tấn công của nó lắm. Nhưng mà hiện tại Ui, nó hất mình lên. Ui, no. Đừng có chủ quan. Đây là boss cuối ở bên đây. Và Ê, mình kích liễu được rồi. Wow. Mình kích liễu được trùm cuối Agony ở bên này rồi các bạn à. Và nó chịu rơi ra cho mình cái Soul Ingot, thứ để giúp mình có thể chế tạo thanh kiếm linh hồn nè. Wow, dữ dằn vậy sao? Ê, tính ra bây giờ mình chế tạo cái giáp này xong là mình out trình boss ở bên này luôn các bạn ơi. Để mình đánh lại cái nữa, mình đã có kinh nghiệm rồi. Tính ra cái boss này á, mình chỉ cần giữ khoảng cách xíu thôi. Và chúng ta liên tục spam á, là kiểu gì cũng hạ gục được. Đấy. Ui. Mà cũng phải cẩn thận, đừng có chủ quan. Tại vì một khúc của Agony Show để kéo đi đâu đó nửa máu của mình đó các bạn thấy không? Tức là mình bị hút hai hit liên tục là mình sẽ nằm xuống liền luôn. Nên là không được, y nha. Đây nè, đây nè. Đúng rồi. Không tiếp. Ê. Ui, hết hồn. Ui. Ủa. Trời, hạ gục rồi mà Agony Show vẫn tấn công mình được. Yêu. Vậy là chúng ta đã chính thức phá đạo thế giới của những con qua đành này rồi các bạn ơi. Ê, tính ra boss bên đây cũng mạnh đó các bạn. Nếu mà mình không liên tục uống máu và sở hữu một bộ giáp đủ tốt thì mình nghĩ mình vẫn có thể bị one shot bất kỳ lúc nào á. Và không biết là chỗ này có dấu đồ không á. Để mình qua đó mình coi thử. Ui, có room. Ok. Mình phải trèo lên cao tí. À, con kia nó định là đây. Ok, tranh thủ lúc nó chưa lợi. Ui, gì hả? À, nó tung trưởng mình. Con này láo. Láo nháo hả? Cho đi húp cháo liền. Lượm được cái Soul Crystal luôn. Quá đã. Rồi, hết rồi. Nói chung này rương nó cũng không có quá nhiều đồ. Nhưng mà nó được cái ủng sửa chữa các bạn à. Rất ngon luôn nha. Ở dưới còn rương nó kìa. What? Đã gặp rồi, mình xuống mình loot cái nhẹ đi. Rồi chúng ta đi về hết các bạn. Trời. Rồi, ê, rương 7. Ủa? Rương 7 nhưng mà mở bình thường các bạn, không có 7 hết. Được thêm táo vàng enchant luôn. Quá tuyệt vời, thêm một ủng sửa chữa khác. Vậy tính ra bên này á, nó cho đồ sửa chữa khá là nhiều nha. Sau này ví dụ mà vã quá, cần nhiều sách sửa chữa, có thể là chúng ta sẽ quay trở lại cái thế giới qua đành này đó các bạn. Ok, còn bây giờ thì chắc mình sẽ ghé qua một ngôi làng gần đây để chúng ta trao đổi thêm thật là nhiều những cái Lost Soul rất mạnh cái đã. Tại xíu về mình tính chế tạo ít đồ á. mà bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, Lockroot hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ui, mình có cái deal rất là hời các bạn. Một cái này là đổi được một cái Lost Soul rất mạnh nè. What the... Ủa, mà đổi được con cái à? Thằng ơi, bác này, bác giỡn tôi hả? Đổi gì không đổi gì đó.
Và việc đầu tiên sau khi mình trở về nhà, đó chính là mình sẽ thử tận dụng những cái soul ingot mà hồi nãy mình cày boss mình có được để chúng ta chế tạo vũ khí các bạn. Tại vì mình thấy nhìn nó rất là xịn sò luôn. Tuy nhiên để làm được nó thì trước hết mình cần phải chế tạo cái kiếm qua đành trước. Mà cái kiếm đó thì lại cần có một cái kiếm netherite ta. Hình như mình hết netherite rồi các bạn ơi. Ở đâu? Mình còn 6 vụn nè. Chúng ta sẽ làm được một phôi các bạn ạ. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái kiếm kim cương, rồi enchant nó lên một xíu. Hy vọng là sẽ có dòng ngon. Ôi trời, sao lắm vậy? Cuối cùng cũng có dòng sắc bén rồi. Mặc dù nó không phải cấp cao nhất nhưng mà thôi lấy tạm đi. Ôi nó cho đúng sắc bén 3 các bạn ạ. Hoàng đét ơi. Ồ, trong đây có sắc bén 3 nữa. Mình sẽ tách trong cái kiếm này ra, sau đó ép vô cái kiếm mới enchant này. Kế đến thì mình sẽ lấy cái... Ở đâu ta? Mình để... Ủa? Ở à, đây. Mình lấy cái mẫu rèn mình nâng cấp lên các bạn. Hôm qua mình cũng rảnh lắm, ai gì ngồi ở nhà nâng cấp mình lại đi tìm cơ. Mình lại quên cái vụ mà cái mẫu rèn nâng cấp netherite có thể nhân bản được các bạn ạ. Chủ yếu là mình sẽ tốn thêm một mớ kim cương thôi. Nhưng mà làm sao, kim cương bây giờ mình không có thíu ha. Rồi, làm dư dư gần xíu đi. Ok, bây giờ thì chúng ta đã có thể... Việc tiếp theo mình cần làm là mình sẽ lấy một cái soul crystal nè. Thêm một ít mảnh vỡ âm vang nữa. Và chúng ta sẽ chế tạo một cái foil immemorial ha. Mình sẽ bấm liền công thức của nó ngay bây giờ. Và không thể thiếu đó chính là cái mảnh nâng cấp này. Để chúng ta biến cây kiếm netherite này thành cây kiếm warden các bạn ơi. Đây rồi. Và có được cây kiếm này rồi thì dễ hơn rồi ha. Mình sẽ kết hợp với soul ingot mà hồi nãy chúng ta có được. Cho vô thôi. Ôi, cần thêm một cái mẫu nâng cấp nữa. Có luôn. Và chính thức chúng ta sẽ có một cái cây kiếm linh hồn các bạn ạ. Rồi. Wow, nó tông xẹt tông với cái set đồ của mình các bạn ơi. Trời ơi, mình múa không hết sảy luôn. Chọt một cái nè, để chọt thử coi. Chọt nè. Wow, gì vậy? Ê, cái này đánh nhanh lắm các bạn ơi. Wow, sát thương mình gây ra hơi bị chết nha. Đam trung bình đâu đó cỡ 30 mấy 40 mấy không à. Wow, nhảy và chặt á. Ôi, hộp. Nhảy và chặt thì 50 đám luôn kìa. What? Thích nhờ. Được á ta. Thế là bữa nay mình sẽ thử đi dùng cái thanh kiếm linh hồn, thanh đao linh hồn này mới chế tạo. Chúng ta sẽ đi khám phá và sau đó chinh phục với những cái đối thủ mạnh. Mình thấy cũng ok đấy chứ. Tạm thời cất trường kiếm vô, để thanh đao linh hồn này ra phía trước ha. Ừ, với cả là bữa giờ mình cũng gom được nhiều cái sách kỹ năng lắm á các bạn ơi. Mình đã lọc ra được một mớ rồi nè. Bây giờ chúng ta coi có sách nào ok rồi chúng ta học ha. Ồ, đây là một quyển sách cho phép mình nhảy thêm một lần ở trên không. What? Wow, như kiểu là mình bắt cua vậy đó các bạn ạ. Nó còn không hao thể lực của mình nữa chứ. Úi xa. Em nha. Rồi, con kia muốn test kiếm mà vậy. Lại đây. Con kia nữa. Lại đây. Quá mạnh các bạn ơi. Ôi trời, con này né nữa. Ui, bọn này bây giờ trình độ chiến đấu cũng lên rồi đó các bạn ạ. Ôi, quyển này bị trùng rồi nè. Vứt đi. Tiếp theo. À, Technician. Nó sẽ giúp mình hồi phục thể lực khi mà mình né đòn thành công đó các bạn. Hyper Vitality. Ui, nó cộng thêm sinh lực cho mình nè. Khá ngon nha. Mình sẽ học thử luôn các bạn ơi. Ui thiệt kìa, nó cộng cho mình lập tức 2 trái tim luôn. Một kỹ năng quá là im ấy chứ. Còn kỹ năng War này thì có cho phép mình kiểu như là chặn đòn hay sao các bạn. Hả? À, mình còn vô tình kích hoạt kỹ năng của cái thanh đao linh hồn kìa các bạn ơi. Hiệu ứng khá là đẹp nha, nhưng mà mình chưa biết rõ công dụng lắm. Uầy, còn có kỹ năng nữa, vũ khí ngon. Rồi, còn đây là một kỹ năng dạng đá một cái và làm choáng cái địch các bạn ạ. What the hell? Trời, coi mình tung cước kìa các bạn, đến nè. Đó, đá gì nè. Không biết là choáng lâu không á. Đá nè. Ủa, sao không choáng? Ơ kìa, đá nhiều mục tiêu được không? Ui da, trời. Không đá nhiều mục tiêu được các bạn ơi. Có vẻ mình vẫn thích hợp sử dụng cái kỹ năng lướt để né hơn các bạn ơi. Học lại thôi. Tiếp tục nào. Voodoo Magic. Kỹ năng này cho phép mình
khi mất máu sẽ tăng cái thể lực một nửa, rồi khi mất thể lực thì sẽ tăng máu một nửa. Kỹ năng gì mà bá đạo vậy? Mình đã học luôn rồi các bạn à. Vậy là bữa nay mình liên tục trang bị được những kỹ năng ngon nha. Trời trời, mấy tên lính bữa nay sao né đòn ghê vậy? Mấy tên lính thôi mà đã né đòn ghê vậy rồi. Mình phải ra đòn lập tức các bạn. Đó đó, kìa kìa, né nữa cơ. Ây vô, ây vô, trời trời trời, chọt chọt hả? Chọt chọt hả? Nó chọt, ui né né, trời nó né cơ. Kinh chưa? Wow, kỹ năng phòng thủ tiếp theo có vẻ là khá là gắt các bạn. Mình sẽ bị bất động trong 2 giây và không nhận sát thương trong lúc đó ha. Nhưng mà sau đó mình sẽ phản lại tất cả các đòn đánh luôn kìa. Nhưng mà mình phải học kỹ năng Perfect Footwork trước các bạn ơi. Ui, sách xịn, để đó. Ủa, hai này giống nhau à? Ờ, vậy xong rồi, hết rồi. Ok, vậy là sơ qua chúng ta cũng học thêm được một vài kỹ năng ha. Còn về năng lực của cây kiếm này thì... Oh, khi mà mình kích hoạt mình sẽ lập tức gây sát thương cho những cái mục tiêu xung quanh hay sao nè. Wow, cái nhóc ngựa xương này đứng gần mình khi mà kích hoạt cái kỹ năng lên cái là bị mất máu liền. Nói chung là cũng được ha. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị thêm một ít đồ nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ đi khám phá các bạn ơi. Bữa giờ lủi thủi ở bên thế giới hoa đành không mà không có đi khám phá thêm vùng đất mới á. Bữa nay phải làm một chuyến cho thiệt là đã mới được. Oh, lại là Dead Knight. Hình như lâu rồi mình chưa gặp lại cái thanh niên này. Ok. Ôi trời, trời. Mấy anh yêu tinh da xanh này định làm gì? Anh định làm gì tôi? Ôi, định upshot mình hay sao á? Không biết là Dead Knight ở đâu ha. Ở đây. Ui, ui, không phải. Trời trời, đây là chỗ mấy bà phù thủy. Yêu. Hello. Dead Knight đâu rồi? Ok, kìa. Ây da, trời. Ôi da, trời. Ây da, Dead Knight ở đây các bạn ơi. À, nhưng mà bị mình xiên một cái nữa cái máu rồi. Dead Knight hả? Dead Knight. Cho Dead Knight dead luôn. Wow. Cái thanh kiếm này mạnh các bạn ơi. Mình chỉ cần á đánh Dead Knight một hit thôi là nửa cây máu à. Quá dữ tợn luôn. Trời ơi, quả kiếm này chất lượng đây. Ê, trời. Nhưng mà cú nhảy vừa rồi không chất lượng lắm. Ủa cái gì vậy? Ủa, mình mới dùng cái kỹ năng gì mà mất nhiều máu vậy? Hình như đó là kỹ năng này nè các bạn ơi. Kiểu nó sẽ lập tức đổi máu thành thể lực cho mình luôn á. Cẩn thận nha. Lúc mà mình còn đâu đó cỡ 5 trái tim mà mình dùng kỹ năng đó là mình sẽ quyên sinh luôn đó. Cái gì cũng có cái giá của nó các bạn à. Ok. Gần đây lại xuất hiện thêm một cái thanh máu boss rồi các bạn ơi. Nhưng mà nãy giờ mình tìm thì vẫn chưa thấy nha. Ở đây đúng không? À, ở tiếp trên đỉnh núi các bạn ơi. Ui, tóc cam mấy chịu. Ôi. Nhà lại mình luôn cơ. Lại đây. Solo luôn. Ui da. Trời ơi. What? Ui da. Ây. Ui. What? Cái người này combo kìa. Mình bị choáng rồi. Đánh đòn lại. Ây. Giác chém liên hoàn. Ui. Trời ơi. Giáp lên mít luôn. Giáp lên mít luôn. Tôi chơi là không chạy luôn. Ê. Một xíu nữa. Yes. Kiếm sĩ đó làm mình một pha choáng combo các bạn ạ. Hơn là mình sở hữu một bộ giáp đủ mạnh, đủ trâu thì mình mới sống sót ấy. Gặp thêm con này nữa, phân thân nữa. Này thì phân thân hả? Cho đi bán mối luôn chứ phân thân. Ủa. Ừ. Kiếm sĩ vừa rồi như. Trời ơi, còn có bạn đồng hành nữa sao vậy? Ủa tèo. Bụp bạn đồng hành. Ủa. Ok à. Bạn đồng hành của kiếm sĩ kia bị mình one shot rồi các bạn ơi. Mày nữa không? Gắt thiệt chứ. Ủa vô tụi anh tao đi. Wow, nhưng mà ơi coi chừng, ở đây có tiếc lắm. Hơi tiếc là kiếm sĩ vừa rồi á không có rơi ra cho mình vũ khí á. Ừ. Chúng thôi mình lại có thêm một món đồ mang tính chất sưu tầm rồi các bạn. Ê, ủa người đó có rơi ra đồ mà mình không để ý nè, mình mới mở kho đồ lên và mình thấy mình có được Marika Hammer. Ồ, đó là cái búa các bạn ơi. Cũng như là cái áo của cái lữ khách kia. Ồ, nhưng mà không hợp với mình lắm ha. Áo này bị gách trên bên rồi. Nhìn cũng khá ngầu đấy. Còn cái cây hammer này thì sao? Ôi trời. Wow, cái này có hiệu ứng đánh khá là đẹp ha. Úi xô. Tuy nhiên thì sức mạnh của cái cây này mình thấy không bằng cây kiếm linh hồn rồi.
Thôi, để lại. Còn bạn của lữ khách kia thì... Ôi trời, để lại quả kiếm dài lắm các bạn ơi. Wow. Được ấy chứ. Sát thương thì cũng xem với cái cây hammer ha. Mấy cái này chắc mang tính chất sưu tầm là chính đấy các bạn ạ. À. Cũng ngon, cũng ngon. Ủa? Ủa sao mình thấy có cái động bàn tơ hay sao kìa? What? Lạ thật. Động bàn tơ chăng? Đây là cục gì đây? Trứng nhện. Ý, con nhện. Ồ, cái trứng nhện đó là nó sẽ nở ra những con nhện độc các bạn ơi. Nguy hiểm nha. Lỡ ngỡ nó cắn một phát thôi là dính độc, giật máu bạc bạc luôn á. Đi. Không thôi, ngồi yêu quá nhện nhện ra bắt cóc mình vô trọng nữa. Thấy được trai là bắt cóc liền các bạn ạ. Mấy con này nó ganh ma lắm. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi các bạn à. Ở ngay cánh đồng hoặc ải hương này. Ê. Có sự xuất hiện của nữ kiếm sĩ Malenia. Từ. Ok, lần này sẽ khác. Mình sẽ sanh chính với nữ kiếm sĩ luôn. Wow, mình combo nữ kiếm sĩ không nhúc nhích nổi luôn kìa các bạn. What? Nani? À, bữa nay mình mạnh tới vậy rồi đó hả? Wow, sức mạnh này bá đạo thật các bạn ạ. Quay. Nữ kiếm sĩ đó mà mình chỉ cần đi vài đường quyền. Gì vậy? Trời đất ơi, cái con này sao nó trâu vậy? À đây rồi. Ủa nó chặn đòn cơ. Ây, anh nó hất mình. Này thì hất hả? Quay, con này trâu chưa? Mình mạnh vậy mà chọt mãi nó mới ngẫm á các bạn ơi. Ngay cánh rừng yêu tinh. Quay, bữa nay chúng ta còn chiến thắng trước Malenia, nữ kiếm sĩ cực mạnh. Ở bên kia có cái con gì vậy? Ê, mình có nhìn nhầm không ta? Mình mới thấy có con gì á. Ui, lại là cái con The Heavy này nữa. Ui da. Ừ, ngồi đây nè. Ui da, trời ơi. Nó đánh hội đồng mình. Ê, này thì đánh hội đồng hả? Bước vô đây. Cần hết luôn. Ui da, ai vậy? Trời ơi, con nào chơi phun acid vô mặt mình vậy? Không biết nãy mình có nhìn nhầm không á. Mình thấy có cái con gì đó nó mới rớt xuống á các bạn à. Ở dưới kia còn có. What? Cái bạn yêu tinh màu vàng. Hả? Bạn này tên là Rhea Green, nhưng mà lại sở hữu một mái tóc vàng cam các bạn à. Ảo thật đấy. Rồi coi trong này có con Hyra nào khác xuất hiện không. Biết đâu bất ngờ các bạn. Later. Trước mặt mình đang là một cái tòa tháp. Nó có lối dẫn mình lên trên luôn hay sao á, đúng không ta? Ủa không có cầu thang lên trên hả? What? Ủa cái tòa tháp gì ngộ vậy? Ủa trong này nó có gì không? Trời ơi, trong này nó đặc ruột luôn ạ. Ủa gì chảnh có gì trời? Ủa vậy là phải tự đặt lớp trèo lên à? Vậy là mình phải đi men theo cái đường này rồi mới trèo tèn tèn lên trên được các bạn ơi. Tao thích làm khó nhau quá à. Ok, mình sẽ đặt một ít cái ván và trèo lên chỗ này trước ha. Đó, giờ mới có đường nè. Nhưng mà không phải đường bằng phẳng nữa. Đi không khéo là lọt cái bụm xuống dưới liền á. Không đùa đâu. Đi từ từ thôi. Ê. Thôi, tự mở đường đi cho chắc các bạn ơi. Vậy đi cho lành. Ủa? Tới rồi đó hả? Ủa, nó có cái bảng gì cơ? What the hell? Hả? Ở đây nó còn có một cái trứng cổ xưa gì nè các bạn. Mẹo là đừng có ấn chuột phải vào nó. Ủa là sao? Là ấn chuột phải vô rồi bị gì hả? Ủa. Ê. Mình có thể lụm cái trứng này về được các bạn ơi. Wow. Có lý. Không biết cái trứng này sẽ nở ra gì ha, nhưng mà sao mình thấy giống trứng rồng lắm các bạn à. Các bạn có thấy giống trứng rồng không? Hay là chụp phải vô mới ấp được trứng rồng này. Con này đi chỗ khác đi. Mình hay làm ngược lại lắm. Cái này kêu đừng có nhấn chụp phải đúng không? Mình nhấn chụp phải luôn. Nhưng mà cái trứng mất tiêu à.
Hả? Oh my gosh. Ôi thiệt, khi mình nhấn chuột phải thì mới ấp được cái trứng này các bạn ơi. Và quả trứng đó đã nở ra một cái nhóc rồng đỏ. What the hell? Oh, thì ra nhóc rồng đó có thể thuần hóa được các bạn à. Mình sẽ làm những cái thịt xiên này nè, rồi sau đó đút cho rồng ăn. Được gì ta? Hay là bây giờ để mình đi săn thịt đi các bạn. Sau đó mình sẽ quay trở lại đây để chinh phục cái nhóc rồng nữa. Quay quay, bữa nay mình còn tìm được rồng nữa. Quá đã luôn. Đây có một cái đàn bò nè. Mình sử dụng cây kiếm được cày cuốc cái dòng nhạc của mình để chúng ta farm cho nhiều thịt bò ha. Đủ để mình làm được cỡ 3 cái xiên thịt à. Hơi ít ha. Chắc phải săn thêm miếng nữa. Tại mình nghĩ là rồng sẽ không dễ thuần hóa đâu các bạn. Nên là cứ làm dư dư đi. Gom gom thì mình cũng làm được cỡ 11 cái xiên các bạn. Ôi trời trời trời, con mắt tôm này. Trời ơi, nó chơi nó nhảy xuống nó mổ mình cái. Láo tét. Này thì mổ hả? Đi bán muối liền. Rồi rồi, nhóc rồng thì vẫn ở bên kia. Rồng đỏ luôn mới chịu nha. Ôi trời trời trời. Ây da, có cái con quái vật bị viêm cánh nó đứng cái bên hay sao kìa. Hay thế nhờ, xử con này trước. Định nha, lan tỏa mùi viêm cánh hay gì. Ui da. Ui. Trời trời trời. Ui nhưng mà bây giờ mình làm sao để cho nhóc này xỉu đây ta. Xỉu đi cưng ơi. Đừng có chống cự nữa. Ok. Ôi. Hả? Mình đút em ăn có đúng một cái xiên thịt rồi các bạn. Em chịu về đội mình luôn rồi. Ui da. Mình bất cẩn quá, nãy mình đánh em nặng quá các bạn ơi. Trời ơi, em chỉ hồi phục máu khi mà ăn xiên thịt thôi. Ok, mình lấy xiên thịt mình bù đắp lại cho em. Ồ. Bây giờ em đã nằm yên rồi nè. Nhưng mà hiện tại mình chưa có điều khiển được em các bạn ơi. Ồ. Vậy là mình phải làm một cây gậy nữa ta. Ê, ê. À. Đâu ra cái con lên nó lợi nó cắn cái em rồng mình vậy. Ôi ôi ôi. Đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Rồi sáng dậy thì mình sẽ nghiên cứu coi coi cái gì giúp mình có thể điều khiển em rồng đấy. Ồ. À. Mình phải làm một cái nhẫn. Nhẫn xưa các bạn. Nhẫn cổ xưa. Công thức làm ra nó thì cũng rẻ hả. Nè. Ngọc lục bảo với vàng thôi là làm được hả. Vậy thì mình sẽ làm liền cái nhẫn đó và đeo nhẫn vô. Bây giờ thì nè, mình đã có thể điều khiển được rồng rồi nè. Quay. Giờ cho rồng đi quẩy nhờ. Được được được. Từ hiệp sĩ ha, chuyển sinh bây giờ mình đã trở thành hiệp sĩ luyện rồng rồi các bạn ạ. Liên tục là đổi thân phận nè. Rồng lại đây cưng. Ở đây lại. Ủa đi đâu vậy? Mình đang để em ở chế độ tức giận đó các bạn. Không biết em đi đâu đây. Cái tướng em kìa. Thấy ghét không? Trời đất ơi. Thôi. À, bây giờ đang ở chế độ theo mình nè. Ok. Following. Thử nào. Em có cắn không? Trời ơi em không. Ấy. Trời ơi. Con này. Con này nó cũng ha. Nó đâm vô mông em rồng mình các bạn ơi. Áo thật. Ui vậy là cái em rồng này không có kiểu như là tấn công giúp mình rồi. Ui xồi ôi. Hơi khó ha. Ê, ê nhưng mà xuống em ơi. Xuống xíu anh mới cửa được. Ui xong rồi em cao quá các bạn ơi. Trời sao giờ. Không lẽ mỗi lần muốn cửa em là phải trèo lên cao như vậy hả ta. Vậy là khi mà cho em ở chế độ bay á. Ê sao mình càng lên cao em cũng càng lên cao theo vậy. Quay quay quay. Em đang bay ngày càng cao lên kìa. No. Bay cao là té đau đó. Trời ơi em định bỏ mình luôn hay sao vậy. Oh no. Tại sao lại như vậy chứ. Mặc dù lúc đầu mình đánh em thiệt. Nhưng mà sau đó mình cũng cho em ăn ngon. Rồi mà sao lại bỏ mình như vậy. Trời ơi mình đi xuống dưới này mà em không thèm đi xuống theo nè các bạn. Em càng bay cao lên nữa. Em tính bỏ mình đi thiệt hay sao các bạn ơi. Ê, tự nhiên em bay thấp xuống kìa. Ờ đúng rồi cưng. Bay thấp xuống đi, đúng rồi. Thấp xuống đi. Đúng rồi. Tốc độ đâu. Hey. Yes. Cuối cùng mình cũng đã leo lên lưng của em rộng này được rồi các bạn ơi. Trời ơi có vậy thôi đó. What. Ê, em rộng này còn có thể tấn công được nè các bạn.
Wow, dữ dằn vậy. Nhưng mà bắt buộc mình phải ở trên lưng thì mình mới cho em tấn công được ha. Nhưng mà nói chung bây giờ mình có thêm một người bạn mới cũng rất là tuyệt vời các bạn à. Em còn có khả năng bay lượn nữa chứ, quá đã luôn. Nhưng mà bắt buộc là mỗi lần xong thì... Ê, à mình cưỡi xong là em mệt, em tự nằm ngủ các bạn ơi. À, vậy cũng đỡ ha. Chứ thôi em bay lên nữa là mệt nữa đó các bạn à. Đây mình phát hiện có một ngôi làng nè. Nhưng mà có đúng cái bác này thôi các bạn. Bác dân làng này cô đơn dữ trời. Mình có nên dẫn bác ấy về nhà ở chung mình không? Coi thử coi, trong làng này còn bác nào khác không á? Nếu mà còn thì... Ui, có vẻ còn á các bạn ơi. Nè, cái làng ở dưới này nè. Nè, nè. Ok, vậy thôi, cho bác ấy sống chung dân làng đi. Mình tính bế bác ấy về á. Rồi, bây giờ thì... mình cần phải leo lên em rồng cái đó. Đó. Sau đó thì hai anh em mình sẽ đi khám phá tiếp các bạn à. Tự nhiên bây giờ đi khám phá thấy nhàn hơn hẳn các bạn ơi. Cưỡi rồng ngắm bông các thứ rồi thôi ha. Ồ, bên đây lại thêm một ngôi làng khác nữa. Wow, nay mình gặp nhiều làng vậy. Ừ, mà không biết em rồng này hình như không có chế tạo được giáp các bạn à. Em thì không có nhiều máu quá. Mình thì đang lo cho em này, hồi sớm bị mấy cái con nó đâm vô mông mấy hít thôi là suýt nữa thì hiểu rồi. Nên là mình cũng phải cẩn thận nha. Làm gì thì làm cũng ráng bảo vệ người bạn rồng này. Chứ mình không muốn em giống như em ngựa đã từng đồng hành chung với mình đâu. Mặc dù hôm nay mình không có tìm được quá nhiều vùng đất mới hay là công trình mới các bạn, nhưng mà mình lại tìm được một người bạn rất là tuyệt vời này. Đó chính là em rồng đỏ các bạn ơi. Sắp tới dự là chúng ta sẽ có nhiều chuyến phiêu lưu hơn chung với người bạn mới này rồi ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mong rằng là như vậy các bạn ạ. Chỉ có điều là cái nhóc này hơi khó điều khiển một xíu thôi. Ừ, nhất là cái khâu mà kêu em xuống trong lúc mà em đang bay tít lên cao ấy. Nãy hên lắm mình mới leo lên lưng của em được. Đó, giờ thì em mới chịu nằm xuống nghỉ nè. Ê, ê, con kia định làm gì? Định lợi cắn như mong em rộng tôi hả vậy? Rồi, hy vọng là sắp tới mình sẽ bảo vệ được người bạn này và đi khám phá được nhiều vùng đất mới hơn nữa. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thêm một ngày ở trong thế giới hiệp sĩ chiến sinh. Chúng ta đang ngày càng trở nên mạnh hơn và có thêm nhiều người bạn mới hơn nữa các bạn ạ. Liệu rằng sắp tới mình có thể tìm được bạn đời cho cái nhóc rộng này hay không? Câu trả lời sẽ sớm có những tập tiếp theo. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovroot hay là Unitolet thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.